Hello, chào các bác nha, chào các bác quay trở lại video của em. Hôm nay một buổi lên núi nữa các bác ạ. Tiếp tục. Đây này, như các bác hỏi em kết nối với em rất là nhiều. Nhưng mà thực sự là các bác ở xa quá thử tiếc. Dê được choi choi như tầm cỡ các bác hỏi. Tầm cỡ 30 cân quay đầu, từ 15 đến 30 cân quay đầu có rất là nhiều luôn. Đây, không phải là không có. Như tầm cỡ con này thì nó lại chui vào trong, chui vào trong mất các bác ạ. Như tầm cỡ cái con ở trong này là nó rơi vào khoảng cỡ 22-23 cân. Tất cả các lứa này hầu như là cũng chưa thay được đâu các bác ạ. Chưa thay răng ấy. Nhầm mất là chưa thay được. Đấy, như các bác nhìn thấy này, rất là sung. Mà con này thì cũng phải khoảng, con này phải tầm cỡ 25 cân hoặc hơn một chút rồi các bác. Tầm cỡ hơn 25 cân. Đây, chân tay cực kỳ là cao to. Rất là cao to. Và cái giống này là cái giống không sừng. Đấy, mà nó hăng như thế này các bác. Con bên kia là mới bắt đầu động dục thôi. Con này là cái con ở trước này nó bắt đầu động dục thôi các bác ạ. Nó chưa phải là, nó như thế này thì nó chưa lên giống được đâu các bác. Con này chưa lên giống được, nó chỉ nghịch ngợm thôi. Đấy, và con bên trên này cũng rất là hăng này. Nhưng mà nó nhỏ quá, nó không tranh được. Ra gần các anh lớn thì đều bị húc bay ra hết. Nên là nó chỉ rình rình đi ké thôi. Đó. Đây, và bên trên này cũng có một con cũng rất là to. Các bác ở gần thôi thì em mới kết nối được. Rất là tiếc, có nhiều cô, nhiều bác ở xa thì gọi điện đến cho em thì rất tiếc thì lại ở xa quá. Ví dụ ở tận dưới khu vực như cô hôm lọ thì gọi cho mình ở tận dưới cái gì nhỉ, Bình Thuận gì đó, bảo ở dưới bên Bình Dương ấy. Rất là, mình ở xa quá. Cô rất là thích dê nhà mình nhưng mà xa quá. Cô bảo có thể thiết kế được không nhưng mà quá xa. Bảo ship cho cô 30 con nhưng mà xa quá. Dê thì thực sự là không thiếu luôn. Với lại nó ở hơi xa nên là thực sự về quá trình vận chuyển nó chi phí nó cao. Thì mình có góp ý với cô ấy là cố gắng là tìm ở lân cận đấy. Thứ nhất là cũng là dê kiểu là ở tại địa phương đó. Thứ nhất là về nó không không gọi là vận chuyển cái khu vực địa phương ấy đó, thì nó sẽ dễ bề chăm sóc hơn. Nó đến kiểu thay đổi khu vực chăn nuôi thì nó sẽ phải thích nghi. Ví dụ nó không thích nghi nổi thì nó lại vẫn phải là bị bệnh hoặc là có nhiều vấn đề lắm các bác. Và quá trình vận chuyển, ví dụ những con mà nó có chửa như thế này vận chuyển thì rất là nguy hiểm. Dê đực thì không thiếu đâu các bác. Dê đực thì không thiếu luôn. Ở đây một con này. Ở đây cũng một con nữa. Đều có con rất là đẹp luôn. Đó, nếu mà không ở xa thì em có thể gửi cho các bác thoải mái luôn, tẹt ga luôn. Mà lý do về địa lý nó xa quá thì mình không gửi được cho các bác, thì cũng có thể giao lưu về khoản khác. Thì đa số là các bác hỏi mua dê giống thì đa số thôi. Đa số là các bác chuẩn bị nuôi hoặc là mới bắt đầu nuôi hoặc là cũng nuôi lâu rồi nhưng mà cũng chắc là số lượng ít thôi. Mình nghĩ là số lượng những người nuôi ấy thì mình nghĩ là ít thôi, không nhiều. Mình nghĩ là toàn những người mới bắt đầu mới nuôi. Đó, có thể là giao lưu, có thể là không lấy được giống ở nhà mình thì có thể là giao lưu kết nối với nhau về vấn đề về quy trình chăm sóc là một, và thứ hai là thuốc thang. Đó, và là kỹ thuật làm chuồng rồi lại kỹ thuật chăm sóc. Bổ sung trồng cỏ đấy. Có nhiều kiểu lắm các bác, đã làm về chăn nuôi thì rất là nhiều kiểu, không chỉ là về thả tự nhiên, thả tự do đâu, còn rất là nhiều vấn đề. Nếu các bác xác định chăn nuôi lên số lượng, một tầm số lượng nào đó thì có rất là nhiều vấn đề luôn. Không chỉ là về con giống đâu. Nó còn liên quan đến kỹ thuật khá là nhiều thì mới được ăn đấy.
cũng phải làm ngày làm đêm rồi là kỹ thuật chăm sóc. Đó, con này con không sừng này, mẫu má thì cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng không sừng này thì chia sẻ với các bác là nó phù hợp với lại các hộ trồng cây đó, với lại giá thành. Chia sẻ với giá thành với các bác thì giá thành của nó lại cũng như dê cỏ thôi. Đó, thì nó cũng 11, 12 lên quanh đấy, tầm đực bây giờ. Giá thành cũng không có gì khác biệt. Đó, không chỉ là về giá thành nhá, còn rất là nhiều kiểu luôn. Nó phù hợp với lại các hộ trồng cây. Đó, nhưng con đấy, những con không sừng đấy là phù hợp như vậy nhá. Bác trồng cây trồng ấy là nó về là nó không húc cây các bác. Ví dụ mình hay trồng quế hay là trồng keo chẳng hạn ấy. Về những con như vậy nếu mà có sừng thì nó hay tuốt hết từ gốc lên. Và chúng ta sẽ lựa chọn những cái con không sừng. Nó sẽ phù hợp. Đây này, vẫn có một con đực ở đằng sau này rất là đẹp luôn. Mình cũng đó, tầm lửa này thì mình cũng muốn xuất đi rồi. Thứ nhất là để lại ở đây thì nó sẽ liên quan đến cận huyết. Và con đấy, con đực thì mình cho ở nhà thôi. Con đực to thì mình cho hẳn ở nhà luôn. Mình chăn riêng thì nó mới hăng các bác ạ. Còn mình cho đi theo kiểu này thì một thời gian như là 1-2 năm sau thì nó rất là ấy. 1-2 năm sau thì nó lại không 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 đạt hiệu quả. Nó cứ lầm lì các bác. Còn nếu mà chuyển sang đàn mới ấy, thì nó lại hăng. Đấy. Kiểu nó quen rồi ấy, nó lại không không sung lắm. Đó, đấy là chia sẻ ở video này nhá, chia sẻ với các bác như vậy về con giống, về ấy như vậy. Thì thời gian hoặc là khoảng cách nó xa quá nên là em không thể gửi cho các bác được. Thôi, chào các bác nha. Bây giờ em đi phát một chút cỏ loanh quanh ở đây các bác ạ. Ví dụ như những chỗ rậm như thế này rất dễ có ong, mà dê thì lại rất là sợ ong. Mình phải phát những chỗ rậm rậm đi. Rồi, chào các bác nha. Hẹn các bác ở video tiếp theo. Sẽ chia sẻ đầy đủ về những cái mà các bác cần. Các bác có thể đặt câu hỏi lên trên này thì em sẽ giải đáp thắc mắc cho các bác. Các bác thấy hay hãy để lại cho em một lượt thích và một lượt đăng ký kênh nhá. Em chào các bác.